Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Điện thoại Thanh Điền. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2024. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc được gặp lại mọi người. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nha. Mình kính chúc mọi người và quý gia đình có một ngày đầu tuần thật vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự thành công nha. Hôm nay thì mình có một số mặt hàng mình muốn cập nhật gửi đến mọi người. Hôm nay mình có là Samsung, Vivo, Oppo, Realme, Redmi và iPhone nữa. Mình muốn cập nhật gửi đến mọi người. Và trước khi bắt đầu thì mình sẽ thông báo với mọi người là mình có một cái tổ chức cái chương trình trò chơi nhỏ ha, mini game ha. Thì cũng như là thường lệ nha, thì mọi người cứ dự đoán 3 số cuối kết quả miền Bắc nha, giải đặc biệt ngày 14 tháng 5 năm 2024. Thì là ngày mai đó mọi người. Thì mọi người cứ dự đoán ha, 3 số cuối nha. Mỗi một tài khoản chỉ được dự đoán một lần thôi nha mọi người. Mình dự đoán một số thôi ha. Những tài khoản mà dự đoán hai số chứ không tính là hợp lệ nha. Thể lệ của cuộc chơi như thế này nè, thì mọi người cứ bấm vào đăng ký kênh ha, bấm chia sẻ video và bấm vào cái mục thích video này ha. Xong rồi mọi người để lại bình luận bên dưới là mình bình luận là mình dự đoán 3 số của ngày 14 tháng 5 đó 2024, rồi mình ghi 3 số của mình muốn dự đoán ha. Xong mình chụp hình màn hình lại nha, nhớ chụp màn hình lại nha mọi người. Xong để khi mà mình dự đoán trúng á, mình sẽ gửi cái tin nhắn, cái hình ảnh mình đã chụp lên lưu lại đó. Qua cái Zalo cho mình, Zalo này số mình đang để trên góc màn hình ha. Thì gửi qua đó thì mình sẽ gửi hàng cho mọi người. Thì cái phần thưởng là mình sẽ tặng cho mọi người là một cái máy tính bảng nha. Máy tính bảng Samsung nè. Thì đây là Samsung chính hãng luôn mọi người, Tab ET561. Máy này mình có thể nghe gọi được và xem YouTube ha. Mình kết nối loa Bluetooth, mình hát karaoke là ngon lành luôn. Hoặc là mình để cho bé xem thiếu nhi nha. Thì cái này là mình tặng miễn phí cho mọi người, là mình bao luôn phí ship nha. Mọi người không mất gì cả. Nếu mình đoán đúng á thì mình được tặng một trong hai máy nha. Mọi người có thể lựa chọn màu đen hoặc là màu trắng đó. Thì mình dự đoán đi, mình đoán đúng thì mình nhận quà thôi, còn không đúng thì cũng đâu có mất gì đâu mọi người, đúng không? Đó là cái phần trò chơi nhỏ của mình thôi ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái phần giới thiệu về một số sản phẩm hôm nay mình có nha, mình muốn cập nhật gửi đến mọi người ha. Thì bên mình bán hàng là không có đặt cọc trước mọi người, cho nên mình cũng yên tâm ha. Mình ưng ý món hàng nào đó thì mình để lại comment bên dưới mình bình luận nè, hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại 0396789566, số điện thoại mình có ghi trên góc màn hình nha. Thì nếu như mọi người nhìn chỗ này mà nó mờ, nó nhỏ không nhìn không rõ thì mọi người cứ bấm dừng video lại, xong mọi người dùng háng tay mình bung ra mọi người, rồi mình kéo tới cái đoạn này nè, nhìn rất là rõ ha. Thì số này mình có sử dụng Zalo nè, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. Địa chỉ của mình là 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Mình ở cặp cách cầu Mỹ Thuận là 3 km nha, cặp cái chân cầu Miễu Bà đó, trên đường tỉnh lộ 864, đường BD sông Tiền đó mọi người, ở trên cặp đường đó ha. Chứ mình không ở quốc lộ nha. Những người ở gần mình cũng có thể đến trực tiếp xem và test máy luôn, còn những người ở xa thì cứ gửi địa chỉ cho mình, chỉ cần gửi địa chỉ thôi mọi người, không có cần đặt cọc trước gì hết ha. Thì bên mình cũng sẽ gửi hàng đến tận tay mọi người. Mọi người được kiểm tra trước khi thanh toán nha, nhớ kiểm tra thật là kỹ, test máy thật là kỹ trước khi thanh toán. Đúng hàng đúng máy thì mọi người nhận, còn không đúng thì cứ hoàn trả cho mình thôi, mọi người không mất gì hết, cho nên mọi người cứ yên tâm mua hàng bên mình ha. Thì để cho mọi người yên tâm mà sử dụng các mặt hàng bên mình á, thì bên mình sẽ bảo hành và sửa chữa miễn phí trong vòng 3 tháng nha mọi người. Đây là bảo hành sửa chữa miễn phí trong vòng 3 tháng ha. Nếu có lỗi làm gì thì mọi người cứ gửi về cái địa chỉ này cho mình nha, bên mình sẽ sửa chữa miễn phí cho mọi người. Và cái điều đặc biệt là cái phí gửi đi gửi về trong quá trình bảo hành là bên mình cũng sẽ chịu hoàn toàn luôn, cho nên mọi người cứ yên tâm ha, không phải phát sinh thêm một cái khoản phí nào nữa cả. Thì bên mình chỉ bao phí ship khi máy lỗi gửi bảo hành thôi nha. Còn lúc mọi người mua máy là cái tiền máy này nè, cộng thêm 30.000 tiền phí ship giùm mình ha. Chỉ đúng 30.000 thôi. Có những nơi ở xa phí lên đến là 65-67.000 luôn mọi người. Nhưng mà bên mình chỉ thu của mọi người đúng 30.000 thôi. Phần còn lại em sẽ hỗ trợ cho mọi người ha. Còn cái phần bảo hành á, thì bên mình sẽ bảo hành là bên trong máy thôi nha. Còn cái thân máy nè, dưới màn hình, mình nói rõ luôn ha. Tại có một số trường hợp để sau này mình gặp khó nè, là cái màn hình là mình tự bảo quản nha, nứt bể, chày xước, sọc hay lọn liệt gì đó, đốm mực, đó là mọi người tự chịu nha. Nhớ là mình chỉ bảo hành bên trong máy thôi. Vỏ sườn cũng vậy, chày xước là mọi người phải tự chịu, mình không có bảo hành bên ngoài ha. Mọi người nhớ kỹ nha. Còn cái về mà cái vấn đề mà mọi người mua máy rồi á, mình không muốn sử dụng nữa, mình có thể đổi sang máy khác hoặc là trả ngược lại cho mình để lấy tiền nha. Nhưng mà mình sẽ tính hao hụt phần trăm. Cái này thì còn hao hụt bao nhiêu á thì cứ liên hệ với mình đi rồi mình sẽ thông báo luôn nha. Bên mình có thu lại máy cũ đó mọi người, như mấy cái máy dòng cao cao xíu ha, mọi người hư màn hay là bị mất nguồn hay là gì không biết, nói chung là hư bể nát gì đó, mọi người muốn bán hoặc là đổi máy mới, đổi máy bên mình vẫn thu lại máy cũ nha. Đó rồi, thì đây là một số vấn đề mình muốn thông báo đến mọi người thôi. Bây giờ chúng ta bắt đầu ha.
Đây là sản phẩm đầu tiên mình muốn gửi đến mọi người nè, một con iPhone 7G, máy này đẹp lắm mọi người, màu vàng gold ha, máy quốc tế nha. Thì cái khuyết điểm duy nhất của máy là cái nút home này nè, nó không ăn, mình sử dụng phím mão nha. Đó, sử dụng phím mão thì sử dụng bình thường nha mọi người. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin máy nè. Cái này là cái tài khoản iCloud chính chủ của mình có thể đăng xuất ra được ha, máy là máy không iCloud nha. Đó, đang chạy phiên bản iOS là 15.8.2, bộ nhớ lưu trữ là 32GB nha. Đây, và đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè mọi người, số email ha. Pin á, tình trạng pin hiện tại của máy nè, đây là còn 98% nha, dung lượng pin cũng còn rất là cao. Về phần vân tay thì nó bị lỗi, nó không có nhận vân tay ha. Màn hình riêng sáng đẹp, không ám muốn, cảm ứng thì rất mượt mà luôn nè. Về phần chụp hình thì con máy này chụp hình nhìn cũng rất rõ nha mọi người. Để mình test camera cho mọi người xem nè, chụp hình rất là nét luôn. Đó, rất là sáng đẹp ha. Thì ngoại hình thì vỏ sườn màu vàng gold, vỏ này cũng còn rất đẹp mọi người. Chỗ này có nhăm mớp mớp hơi hơi nhẹ chút xíu nha. Chung là mình sẽ soi thật là kỹ những cái khuyết điểm của máy cho mọi người xem ha. Máy còn rất là đẹp luôn nè, chỗ này có phẩy nhẹ nè. Đó, nói chung là con máy đẹp trên 90% rồi. Thì hôm nay mình bán máy này với giá chỉ có 1,3 triệu thôi, mã số là 756 nha. 1,3 triệu mình sử dụng được tất cả chức năng luôn mọi người, chơi game được luôn ha. Máy rất là nhỏ gọn, mình cầm trong lòng bàn tay luôn nha. Phụ kiện kèm theo gồm có ốp lưng, cáp sạc, cường lực đầy đủ nha mọi người, giá chỉ có 1,3 triệu thôi ha. Sản phẩm tiếp theo là một con Samsung Galaxy A11. Con này màn hình TFT LCD nha, kích thước của màn hình là 6.4 inch, hiển thị là HD+. Đang chạy con chip là Snapdragon 450, RAM 3, bộ nhớ lưu trữ là 32GB. Đây là cơ cấu hình RAM của máy nè, bộ nhớ nè. Đó, RAM 3 này ha, bộ nhớ 32GB. Sử dụng pin 4000mAh. Con này là hỗ trợ sạc là 15W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh luôn nha. Đây là hai số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Màn hình là sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước hết mọi người, cảm ứng rất là mượt. Về phần chụp hình thì máy này sử dụng 3 cam sau, một đèn LED hỗ trợ vân tay nằm sau lưng ha. Cam chính của máy là 13 megapixel, con này chụp hình nhìn cũng rất rõ nét nha. Về phần ngoại hình, vỏ sườn con này màu xanh bóng, rất là bóng đẹp luôn mọi người, đẹp như mới luôn nè ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,2 triệu thôi, mã số là 755. Phụ kiện kèm theo là ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha. Tiếp theo là một con Realme 7. Con này màn hình IPS LCD nha. Đây mình nè. Kích thước của màn hình là con này là 6.5 inch, hiển thị Full HD+. Chạy con chip Helio G95. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ 128GB. RAM là RAM 8GB, đang chạy phiên bản Android 12. Máy này hỗ trợ 2 SIM 2 sóng nha. Đây là hai cái số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết nha mọi người, cảm ứng rất là mượt luôn. Về phần chụp hình thì máy sử dụng 4 cam sau, một đèn LED và có hỗ trợ vân tay bên cái nút nguồn chỗ này nè. Camera chính của máy là 64 megapixel, con này chụp hình là cực nét luôn mọi người, rất là rõ ha. Về ngoại hình thì vỏ sườn con này màu xanh đen nha mọi người, xanh đen, nó cũng hơi chày nhâm nhâm thôi, cũng chày ít mọi người, vỏ còn khá là đẹp ha. Thì hôm nay mình bán con máy này với giá là 2,2 triệu, mã số là 745. Máy sử dụng pin 5000 nha, hỗ trợ sạc 30W, đuôi sạc taxi, con này có sạc nhanh cho mọi người luôn, pin con này rất là trâu luôn ha. Tiếp theo là một con Reno 8T, con này thì máy mới gần 10 triệu nha mọi người, hôm nay mình bán giá chỉ bằng 1/2 giá thị trường thôi ha. Màn hình này màn hình AMOLED nha, màn hình AMOLED. Kích thước của màn hình là 6.7 inch, bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 8+4 nè, pin 4800 ha. Con này là Reno 8T 5G nha mọi người, đang chạy phiên bản Android 14. Con này thì camera chính của máy là tới 108 megapixel, con này chụp hình được căng nét luôn nè mọi người, rất là đẹp luôn, rất đẹp. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết. Màn này màn cong nha, màn hình cong bo tràn viền luôn nè mọi người, rất là đẹp luôn. Đó, máy rất đẹp ha. Chung là con máy này đẹp trên 95% nha. Cái lưng nó có hơi chạy nhẹ chỗ này xíu thôi nè. Đó, thì cái này gì mọi người dán keo bóng mờ lên rồi mình xài ốp lưng ha.
Hiện tại mình chưa mua được ốp lưng của dòng này nha, chưa có ốp lưng chứ chưa cường lực. Mình tặng mọi người là cốc sạc, cáp sạc và que chụp sim. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 4,3 triệu, mã số là 751. Tiếp theo là một con Realme 5i, màn hình IPS LCD nha, kích thước của màn hình là 6.52 inch. Màn hình này rất là lớn nha mọi người. Màn green nó hơi ngã vàng xíu nè. Đó, mọi người nhìn cái màn nó hơi vàng xíu, nhưng mà lên hình thì nhìn rất là đẹp ha. Chạy con chip là NAT 665, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ 64GB, sử dụng pin 5000mAh nha. Con máy này pin rất là trâu luôn. Đang chạy phiên bản Android 10, máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Và đây là hai cái số máy để cho mình đối chiếu nè. Màn hình thì cảm ứng mượt mà nha, cảm ứng rất là mượt, màn to nha mọi người, màn rất là lớn luôn. Thì những dòng máy này những người lớn tuổi cũng thích hợp lắm nè. Mình màn hình to ha, pin trâu. Con máy này mình sạc đầy pin có thể nghe gọi từ 3 đến 4 ngày nha mọi người, rất là cầm pin luôn. Về phần chụp hình á thì cam sau của máy là cam chính là 12 megapixel, chụp hình nhìn cũng rất rõ nét nha. Ngoại hình vỏ sừng còn rất đẹp nha mọi người, vỏ màu xanh nhám, chưa có chạy xước cắn mớp gì hết. Máy vỏ này đẹp như mới luôn ha. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 1,2 triệu, mã số 746. Có tặng cho mọi người ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha, rất là rẻ luôn mọi người. Những người lớn tuổi mình nên sở hữu con máy đi. Thứ nhất là chữ màn nó to, chữ nó to nhìn rất là rõ mọi người. Thứ hai là ngoại hình còn rất đẹp nè ha. Thứ ba là giá thành nó rất là rẻ và pin nó cực kỳ trâu nữa. Con này 4 gram 4 thì cũng có chơi game được rồi nha mọi người, chơi game được luôn nha. Tiếp theo là một con Oppo A53, con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch nha, hiển thị HD cộng. Đây là phần giới thiệu về thông tin máy nè. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB, chạy con chip NAT 425, 460 nha mọi người, con này 460. RAM 4+1, đang chạy phiên bản Android 12. Máy này sử dụng pin 5000mAh, pin rất là trâu luôn nha. Hỗ trợ sạc 18W đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn. Đây là hai cái số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó, hai số may của máy đây. Màn hình sáng đẹp, không ám hố, không chạy xước nha, cảm ứng mượt mà. Camera trước của máy nằm ẩn trong màn hình luôn mọi người, cho nên cái màn nó tràn viền nhìn rất là rộng ha. Về phần chụp hình á, thì camera chính của máy là 13 megapixel. Con này sử dụng 3 cam sau, một đèn LED nha, có hỗ trợ vân tay trong cái nắp lưng chỗ này nè. Đó. Ngoại hình vỏ sườn con này màu xanh bóng, rất là bóng đẹp luôn mọi người. Đẹp như mới ha. Thì hôm nay bán máy này giá là 1,6 triệu, mã số 730. Phụ kiện kèm theo là gồm có cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chụp sim. Mình chưa có mua được ốp lưng của dòng này nha, vì mọi người mua ốp lưng ốp vô. Tiếp theo là một con Vivo Y17S. Con này là máy nguyên zin nha mọi người. Khách sử dụng được tầm khoảng 2 tháng ha, thì khách đổi máy mới. Màn hình là màn IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.56 inch, hiển thị HD+. RAM 4+4 nè, bộ nhớ lưu trữ 64GB, đang chạy phiên bản Android 13. Con này sử dụng pin là pin 5000mAh nha, hỗ trợ sạc 15W đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy này sử dụng 2 cam sau, một đèn LED, có hỗ trợ vân tay cái nút nguồn chỗ này nè mọi người. Camera chính của máy là 50MP, con này chụp hình nhìn rất rõ nha. Rất là rõ nét luôn mọi người. Về phần ngoại hình là vỏ sườn con này là màu tím. Màu tím rất là đẹp. Con này đẹp như mới luôn, chưa có một vết chạy xước. Đây là nguyên cái máy zin nha. Mình bán mình sẽ tặng mọi người ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha mọi người. Ốp lưng có hộp luôn, máy này có hộp luôn ha. Giá bán là 2,7 triệu, mã số là 721. Máy nguyên zin còn áp luôn mọi người, chưa tháo chưa bung luôn ha. Rồi, sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người là một con Oppo A5s nha. A5s vỏ hơi xấu xíu. Màn hình IPS LCD, đây là nguyên một con máy zin, màn zin nè, màn zin có một cái đốm sáng nhỏ xíu chỗ này nè ha. Kích thước của màn hình là 6.2 inch, hiển thị HD+. Đang chạy phiên bản Android 8.1 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB, sử dụng pin là 4230mAh. Con máy này pin cũng rất là cầm ha. Rất là cầm pin. Và đây là hai số may của máy nè. Đó. Về phần chụp hình á, thì cam chính của máy là 13 megapixel nha. Con này sử dụng 2 camera, một đèn LED và có hỗ trợ vân tay nằm sau lưng. Vỏ sườn nó hơi xấu nha mọi người, chạy xước khá là nhiều. Cái này mình có tặng ốp lưng cường lực sạc đầy đủ. Giá bán của máy là 850k, mã số là 736.
Tiếp theo là con Vivo Y91C. Con này thì màn hình IPS LCD, kích thước của màn hình là 6.22 inch, hiển thị HD cộng. Chạy con chip MT6762R. RAM 2, bộ nhớ lưu trữ 32GB, sử dụng pin là 4230mAh. Đây là hai số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy đang chạy phiên bản Android là 8.1 nha. Hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết mọi người. Cảm ứng này rất mượt mà luôn. Về phần chụp hình á, thì máy này sử dụng là một cam sao, một đèn LED nha. Camera chính của máy là 13 megapixel. Ngoại hình này vỏ sườn màu xanh đen, có hơi chày nha mọi người, chày xước. Nói chung là vỏ nó hơi xấu. Thì mình có tặng cho mọi người là ốp lưng cường lực sạc đầy đủ ha. Giá bán chỉ có 700k thôi, rất là rẻ tiền luôn nha. Và đây là sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người. Một con iPhone 7 Plus nha. Con này máy quốc tế. Con này có iCloud ẩn nha mọi người. Máy quốc tế ha. Máy nguyên pin nha. Nguyên pin chưa sửa chữa gì cả. Màn pin hơi ngã hồng nhẹ nè. Đây là cái phần giới thiệu về thông tin của máy. Đang chạy phiên bản iOS 15.4.1. Bộ nhớ lưu trữ 32GB. Và đây là số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng này ha. Vân tay con máy này còn rất là nhạy nha. Đây nè. Đó, vân tay còn rất là ok luôn. Đây là nguyên một con máy riêng chưa sửa chữa gì cả, mình chỉ mới thay một viên pin thôi. Dung lượng pin tối đa của máy là 100% ha. Con này chụp hình nhìn rất là rõ nha mọi người, X1, X2 chụp rất là rõ nét nè. Ngoại hình thì vỏ sườn con này màu đen, nó hơi cấn góc này xíu, vỏ này vỏ bằng kim loại nha, cấn góc ngoài thôi mọi người, không ảnh hưởng gì tới trong màn hình ha. Đó. Thì hôm nay em bán con máy này giá là 1.700.000 thôi mọi người. Mã số là 754, có tặng ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha. Máy nguyên pin luôn. Tiếp theo là một con Oppo A93. Con này màn hình AMOLED nha, kích thước màn hình là 6.43 inch, hiển thị Full HD cộng. Màn pin luôn mọi người, nó hơi lưu ảnh xíu nha. Đây. Mọi người nhìn nó hơi lưu ảnh, có dấu cộng ngon hoa nhà nè. Cái rợn rợn sóng mọi người đang nhìn thấy đây là nó bị nhiễu cái camera mình đang ghi hình đó mọi người, chứ không phải trên màn hình nha. Màn hình ở ngoài nhìn rất là đẹp luôn. Bộ nhớ lưu trữ là 128GB. Chạy con chip Helio B95 ha. RAM là RAM 8+3 nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 12. Máy hỗ trợ 2 SIM 2 sóng. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nha. Màn hình này cảm ứng rất là mượt mọi người. Màn hơi lưu ảnh nhẹ, lưu ảnh rất là nhẹ ha, cảm ứng mượt mà. Về phần chụp hình thì máy sử dụng là 4 cam sao nha, một đèn LED hỗ trợ vân tay trong màn hình. Cam chính của máy là 48 megapixel. Vỏ sườn màu xanh bóng, còn rất là bóng đẹp luôn. Vỏ này chưa có chạy xước gì hết mọi người, đẹp trên 95% nha. Hôm nay em bán máy này với giá là 2.500.000, mã số là 747. Phụ kiện kèm theo là chưa có mua được ốp lưng, tặng cường lực, cốc sạc, cáp sạc, que chọc SIM ha. Tiếp theo là một con Redmi Note 10S, con này là RAM 8GB nè mọi người, con này chơi game rất là ngon lành ha. Màn hình là màn hình AMOLED, kích thước màn hình 6.43 inch, hiển thị là Full HD cộng. Chạy con chip Helio G95, bộ nhớ lưu trữ 128GB, RAM là RAM 8+3, phiên bản Android hiện tại là Android 13 ha. Con này hỗ trợ sạc là 5000mAh, sử dụng pin 5000, hỗ trợ sạc 33W nha mọi người, đuôi sạc taxi có sạc nhanh ha. Màn hình rất là sáng đẹp luôn, cảm ứng mượt mà nè. Về phần chụp hình á, thì máy sử dụng 4 cam sao, một đèn LED thì có hỗ trợ vân tay bên cái nút nguồn chỗ này. Cam chính của máy là 64 megapixel. Con này chụp hình nhìn rất rõ nét nha. Ngoại hình thì vỏ sườn con này màu trắng đẹp, còn mới lắm mọi người, đẹp trên 95%, đẹp như máy mới luôn ha, chưa có chạy xước nha, lưng có dán keo. Đây có hỗ trợ tia hồng ngoại nha, mình có thể dùng để điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà luôn. Thì hôm nay anh bán con máy này với giá là 2.800.000, mã số 750. Mình chưa mua được ốp lưng nha, về mọi người mua ốp lưng ốp vô. Phụ kiện kèm theo là gồm có sạc, cường lực và que chọc SIM. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy J6 Plus. Con máy này rất là rẻ tiền nè mọi người. Mình bán cho mọi người cho bé xem thiếu nhi rất là ok luôn á. Màn hình là màn hình IPS LCD nha. Kích thước nó tầm khoảng 6 inch, hơn 6 inch mọi người, màn hình này rất là rộng luôn. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 3300 ha. Đang chạy con chip là NAP 425. Đây là hai số email để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè.
phiên bản Android hiện tại là 8.1 nha, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. À, con này sử dụng Android 9 nha mọi người, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Sử dụng cam của máy là 13 megapixel, máy này sử dụng 2 cam sao ha, một đèn LED và có hỗ trợ vân tay bên cái nút nguồn nè. Về ngoại hình vỏ sườn màu đỏ hơi xấu nha, chạy xước khá là nhiều. Cái này mình có tặng cho mọi người ốp lưng lên để hạn chế chạy ha. Ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha mọi người. Giá bán là 700k, mã số 741. Tiếp theo là một con Oppo A1K, máy này máy Zin nha, màn Zin ép kính. Màn Zin ép kính mình nhìn ở dưới cái màn nó hơi dạng mấy cái dấu nứt cũ, nó còn cái lằn nó hằn trên màn hình đó mọi người. Không ảnh hưởng gì ha, lên hình nhìn rất đẹp luôn. Màn hình IPS LCD nha, kích thước 6.1 inch, hiển thị là HD cộng, chạy con chip MT6762R. Android 9 là hiện tại nha, RAM 2, bộ nhớ 32GB, sử dụng pin 4000mAh, và máy này pin rất là trong nha. Màn hình thì cảm ứng rất là mượt mà luôn nè. Về phần chụp hình á, thì máy sử dụng một cam sao, một đèn LED, camera chính của máy là 8MP. 8MP nhưng mà nhìn cũng khá là rõ nè mọi người. Đó, rất là rõ nét ha. Ngoại hình thì vỏ sườn con này màu đỏ, có chày hơi nhăm nhăm. Mình có tặng ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha. Hôm nay mình bán con máy này chỉ có 700k thôi mọi người. Bên mình thì bán toàn là bán máy chính hãng nha, tất cả đều là máy chính hãng hết, được bảo hành 3 tháng nha. À, mọi người đang xem video nhớ bấm cho mình một like để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm vào cái chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi mình cập nhật video mới nữa. Và điều đặc biệt của ngày hôm nay là mọi người nhớ tham gia cái chương trình mini game để nhận được phần thưởng là một cái máy tính bảng Samsung Galaxy Tab E nha. 9.6 inch mọi người, đây máy tính bảng rất là lớn nha, nó bằng to hơn 3 cái điện thoại luôn nè. Đó, 9.6 inch nha. Máy này có thể nghe gọi được, xem YouTube được. Đã chính hãng, 100% là chính hãng nha. Thì cái thể lệ cuộc chơi là mọi người, thứ nhất là mọi người bấm vào đăng ký kênh ha. Thứ hai là mọi người chia sẻ video này. Thứ ba là mọi người bấm vào thích video nha. Xong rồi mọi người để lại cái bình luận bên dưới làm dự đoán kết quả miền Bắc đó là ngày 14 tháng 5 năm 2024 nha, là dự đoán 3 số cuối giải đặc biệt. Thì mọi người cứ dự đoán đó, xong mọi người nhớ chụp hình màn hình lại nha. Chụp hình màn hình lại là trên màn hình phải có hiển thị là ngày giờ nè. Xong rồi có hiển thị là cái dòng chữ là mình để là ngày 10, trên đó có hiển thị là dòng chữ là ngày 13 đó mọi người. Ngày 13 ha, đây mình đang công chiếu video này là ngày 13 nè. Cho nên mọi người để nhớ nha, chụp hình lại để lưu đó, đây khi nào mà qua ngày mai, chiều mai mọi người dò lại ha kết quả. Nếu như mọi người đoán đúng thì lấy cái hình ảnh đó gửi vào cái Zalo này cho mình nha. Rồi bên mình sẽ gửi xin mọi người địa chỉ luôn, mình sẽ gửi hàng đến địa chỉ cho quà đó cho mọi người ha. Mình bao luôn phí ship đó nha. Nếu mọi người dự đoán đúng thì mọi người chỉ cần đợi lãnh thêm quà thôi, không có cần phải trả thêm bất cứ cái khoản phí nào hết nha mọi người. Nên mọi người yên tâm ha, đây là một trò chơi nhỏ thôi. Thì mình tham gia cũng được, tham gia vui thôi, không tham gia cũng không sao cả nha. Mình cũng không có mất gì hết. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người là một con Oppo A7. Con này là màn hình Zin, màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.2 inch, hiển thị HD cộng, chạy con chip NAT450, RAM 4, bộ nhớ lưu trữ là 64GB, sử dụng pin 4230mAh, con máy này pin rất là cầm ha. Đang chạy phiên bản Android 8.1 nha, hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Và đây là hai cái số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết. Cảm ứng mượt mà, màn này màn green nha, hơi ngã vàng xíu. Đây cho mọi người xem. Ngã hồng đó mọi người, đây là hồng nhẹ thôi, đây màn green. Về ngoại hình này vỏ sườn màu xanh bóng, rất là bóng đẹp luôn mọi người. Vỏ này đẹp trên 9500 ha. Thì hôm nay mình bán con máy này giá là 1.1 triệu, mã số 744. Phụ kiện kèm theo là ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A70 mọi người, con này là A70 ha. Màn hình AMOLED nha. Cái này là màn hình zin theo máy luôn đó. Vỏ sườn thì mình có thay rồi nha, vỏ màu xanh bóng rất là bóng đẹp luôn. Kích thước của màn hình là 6.7 inch mọi người, con này 6.7 inch, màn hình rất là lớn ha. Hiển thị Full HD cộng, màn này là màn Zin AMOLED nha. Chạy con chip NAT675, RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 128GB, sử dụng pin là 4500mAh, hỗ trợ sạc 25W, đuôi sạc taxi. Máy này có sạc nhanh nha. Đây là hai số máy để mình đối chiếu lúc nhận hàng nè.
Phiên bản Android hiện tại là Android 11, máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không ám mú, không chạy xước luôn. Cảm ứng thì rất mượt mà. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 32 megapixel. Máy sử dụng 3 cam sao, 1 đèn LED. Cái vân tay máy này nó không có nhận đấy nha mọi người. Nó bị lỗi vân tay ha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 2,2 triệu, mã số là 743. Phụ kiện kèm theo là gồm có là cường lực sạc và que chọc sim. Máy này mình chưa mua được ốp lưng nha. Vì mọi người mua ốp lưng ốp vô. Đây là sản phẩm tiếp theo mình muốn gửi đến mọi người là một con Realme C12. Màn hình IPS LCD nha. Kích thước của màn hình là 6.52 inch, hiển thị HD cộng. Và đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Chạy con chip Helio G35. RAM của máy là RAM 3GB nha, bộ nhớ lưu trữ 32GB. Sử dụng pin 6000mAh. Con pin này nó rất là trâu nha, pin lên đến 6000 nè mọi người. Hỗ trợ sạc là 10W ha. Đang chạy phiên bản Android 11. Con máy này pin rất là cầm pin nha, 6000mAh là dung lượng pin rất là cao đó. Về phần chụp hình thì camera chính của máy là 13 megapixel, chụp hình rất rõ nha. Máy này sử dụng là 3 cam sao, 1 đèn LED và có hỗ trợ vân tay cho cái nút này này nè mọi người. Ngoại hình là vỏ sườn con này màu xanh nhám, rất là đẹp, vỏ này chưa có chạy xước gì hết nha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,4 triệu thôi, mã số là 718. Chưa có ốp lưng nha, phụ kiện kèm theo là gồm cường lực sạc đầy đủ ha. Pin rất là trâu nha mọi người, 6000mAh nha, dung lượng pin rất là khủng. Thường thường 5000mAh đã là trâu lắm rồi ha. Con này lên đến 6000mAh luôn, rất là cầm pin luôn. Tiếp theo là một con Vivo i53. Con này thì máy pin nè, mình sử dụng được tất cả các chức năng luôn. Máy này đây. Con máy này hôm nay mình sẽ giảm cho mọi người 50k ha, còn 450k thôi. Để mình kiếm cây viết xíu nha. Không thấy cây viết rồi. Nói chung là mình sẽ giảm cho mọi người 50k nha. Con máy này mình bán 450k nè. Màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 5 inch, rất là nhỏ gọn nha mọi người. Con máy này nhỏ gọn ha. RAM 2, bộ nhớ lưu trữ là 16GB. Sử dụng pin 2500mAh. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Phiên bản Android hiện tại là Android 6.1, hỗ trợ là 2 sim 2 sóng nha. Nguyên một con máy riêng luôn mọi người. Màn hình sáng đẹp, không ám mố, không chạy xước gì hết nè. Xin lỗi mọi người, màn này có hơi chạy xước lông mèo nha, hơi nhâm nhâm nhẹ nè, chung là không ảnh hưởng gì hết. Thì vì mọi người mua ốp lưng ở cường lực dán vào nha, mình chưa có mua được ốp lưng và cường lực. Vỏ sườn màu vàng gold, chạy nhâm nhâm thôi mọi người, cũng còn rất đẹp ha. Camera của máy nè, 8 megapixel. Nên bán máy này giá 450 nha, mã số là 702, mình giảm 50k cho mọi người luôn ha. Tiếp theo là một con Samsung Galaxy A21s, con này pin cực kỳ trâu nè mọi người. Mình sạc đầy pin hay xem YouTube là mỗi mắt chưa hết pin nha. Màn hình TFT LCD, kích thước của màn hình là 6.5 inch, hiển thị HD cộng. RAM 6, bộ nhớ lưu trữ 64GB, sử dụng pin 5000mAh. Hỗ trợ sạc 15W, đuôi sạc taxi nha, con này có sạc nhanh luôn. Đây là hai số may để cho mình đối chiếu lúc nhận hàng nè. Máy đang chạy phiên bản Android 12, hỗ trợ là 2 sim 2 sóng. Màn hình sáng đẹp, không ám mú, không chạy xước nha, cảm ứng thì mượt mà. Về phần chụp hình thì máy sử dụng 4 cam sao, 1 đèn LED và có hỗ trợ vân tay nằm sau lưng. Camera chính của máy là 48 megapixel, chụp hình nhìn rất rõ nét ha. Về phần ngoại hình, vỏ sườn con này màu xanh bóng nha mọi người, rất là bóng đẹp, chưa chạy xước cấn mớp gì hết nè. Thì hôm nay anh bán con máy này giá chỉ có 1,7 triệu thôi, mã số là 735. Phụ kiện tặng kèm là ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha, giá chỉ có 1,7 triệu thôi mọi người, rất là rẻ luôn. Và đây là một con iPhone 6S nha mọi người. iPhone 6S, máy quốc tế không ai lao ha. Để mình cho mọi người xem cái phần giới thiệu về cấu hình máy nè. Đây là tài khoản iCloud chính chủ của mình đăng xuất ra được nha. Đó. Đang chạy phiên bản iOS 15.7.3. Bộ nhớ lưu trữ 64GB ha. Số may của máy nè mọi người. Vân tay của máy còn rất là nhạy nha. Về tình trạng pin
thì đây là pin mới thay cho nên nó còn 100%. Màn hình zin, đây là nguyên một con máy zin nha, màn hình zin nó hơi ngã hỏng xíu, nguyên một con máy zin luôn nha mọi người, chưa có sửa chữa gì cả ha, mới có thay một viên pin thôi. Cảm ứng mượt mà nè, đó rất là mượt nha. Về phần chụp hình á, con này chụp hình nhìn rất là rõ nét nha, đó rất là sắc nét luôn. Ngoại hình thì hơi xấu nha mọi người, hơi có nó bị nổ đó, vỏ nó vỏ bằng hợp kim, vỏ iPhone nó hay bị nổ như thế này lắm mọi người, cũng không có cắn mớp đứt bể gì hết nha. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 1 triệu 1 triệu mốt, mã số là 661. Con này mình có tặng ốp lưng cường lực sạc đầy đủ nha, giá 1 triệu mốt nha mọi người. Sản phẩm tiếp theo đây là một con Redmi Note 12, nguyên một con máy zin luôn, màn hình AMOLED nha, kích thước của màn hình 6.67 inch, hiển thị là Full HD cộng. Bộ nhớ lưu trữ 256GB, phiên bản Android 14 nha. RAM của máy là RAM 8 cộng 4 nè, chạy con chip NAP 685. Phiên bản Android hiện tại là Android 14 nè mọi người. Pin của máy là 5000mAh, con máy này pin rất là trâu luôn ha. Hỗ trợ sạc 33W, đuôi sạc taxi, có sạc nhanh cho mọi người luôn. Và đây là hai cái số email để cho mọi người đối chiếu lúc nhận hàng nè. Đó. Màn hình sáng đẹp, không ám mú, không chạy xước gì hết nha. Con máy này nguyên máy rất là đẹp mọi người, máy đẹp như mới luôn. Camera chính của máy là 50MP, con này sử dụng 3 cam sao, một đèn LED, có hỗ trợ vân tay bên cái nút nguồn chỗ này ha. Vỏ sườn màu đen nha mọi người, đen rất là đẹp luôn. Nói chung là máy này đẹp như mới luôn đó. Thì hôm nay anh bán con máy này giá là 3 triệu 3, mã số 740. Máy này có hỗ trợ tia hồng ngoại nha, có thể điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà được nè. À, phụ kiện kèm theo là ốp lưng cường lực sạc đầy đủ ha, giá 3 triệu 3, mã số là 740. Rồi video của mình đến đây là hết nha, mọi người mua hàng thì xin để lại comment bên dưới cái phần bình luận á, hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 0396789566, số mình đang ghim trên góc màn hình nè. Thì số này mình cũng có sử dụng Zalo nữa, mọi người cũng có thể nhắn tin qua Zalo cho mình. À, địa chỉ là đang ghim trên góc màn hình luôn nha mọi người, 452 ấp Hòa, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. À, thì hôm nay mình có tổ chức cái chương trình khuyến mãi nha, là chương trình giải trí cho mọi người, gọi là chương trình giải trí mini game ha, đón số trúng thưởng nha, kết quả xổ số miền Bắc ngày 14 tháng 5 ha 2024, thì ba số cuối giải đặc biệt nha, mọi người cứ để lại dự đoán bên dưới. Nhớ là trước khi mình dự đoán á, là mọi người phải là đăng ký kênh nha, chia sẻ cái video này ha, bấm vào yêu thích video này, xong rồi mình để lại bình luận bên dưới là mình để dự đoán kết quả miền Bắc nha, ngày 14 tháng 5 năm 2024 là ba số cuối là số mình dự đoán. Xong mình nhớ chụp hình lại nha. Mình sẽ đóng cái phần bình luận trước 18 giờ ngày 14 tháng 5 năm 2024, là sau đó mình sẽ kiểm tra lại ha, những người mà dự đoán đúng á thì mình sẽ gửi cho mọi người là một cái máy tính bảng Samsung Tab E nha, T561. Máy này là mình xem YouTube được nè, nghe gọi được luôn nha mọi người. Máy tính bảng nhưng mà sử dụng như là một cái điện thoại được luôn ha. Rất là to nha, 9.6 inch, nó có hai màu. Thì mọi người trúng giải trúng thưởng thì mọi người có thể chọn là màu đen hoặc là màu trắng nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nha, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.